Chúc mừng năm mới. Năm cũ đã qua, năm mới Tết đến. Hữu Đăng và Long Cường xin kính chúc quý vị khán giả tràn đầy sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và xin chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Nhanh Mà Ngon. Chương trình được phát sóng vào lúc 11:50 thứ hai đến thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Cường ơi, dạ. Hôm nay mình sẽ nấu cái gì để ta? Chắc em bật mí luôn. Trước mắt anh á là có một phần sò huyết nè, một chút cái loại gia vị như là ớt nè, như là riềng nè, hoặc là cái này là cái ngò gai nè. Đó, thì cái món sò huyết của mình hôm nay á có tên là sò huyết chua cay. Trời ơi, một món ăn vô cùng là tinh tế khi mà nghĩ tới. Rồi, mình bắt tay vào làm luôn anh ha. Trước tiên cho anh cắm cái cây này vô lại nha. Rồi, thì cái bước đầu tiên của mình á, em sẽ chuẩn bị một cái nồi nước trụng. Dạ. Thì cái sò huyết này á, mình sẽ lựa sạch, mình lựa những cái con á mà nó cái vỏ nó thật là trắng. Thì trong sò huyết á có khá là nhiều chất dinh dưỡng, cũng như là vitamin B12 nè. Rồi các loại, nhất là các loại khoáng chất như là kẽm nè, nó đặc biệt là phù hợp cho cái sức khỏe của mình và những ngày dịp Tết hoạt động khá nhiều ha. Dạ rồi, mình sẽ cắt vào đây một ít sả cũng như là hành tím để cho mình đồng thời mình khử mùi cái con sò huyết này anh ha. Đó, mình sẽ cắt cục cục như vậy thôi, không cần phải băm quá nhỏ đâu anh ha. Đó, mình sẽ cho vào trong cái nồi nước của mình. Phải cho nước thật là sôi. Cái sò huyết này mình chỉ cần trụng qua nước sôi trong vòng khoảng 2 phút là có thể dùng được. Đó, rồi mình để nắp lại. Rồi, trong vòng 2 phút thì nó con sò huyết nó sẽ ra hết các cái chất nhớt của nó và nó sẽ mở nắp ra. Thì trong lúc này á, mình sẽ chuẩn bị một cái sốt, là sốt chua cay. Rồi, em nhờ anh cho vào đây giúp em hết từng này nước mắm luôn. Thì ở đây em có 2 muỗng canh nước mắm. Vô luôn thôi, chứ cần gì cái muỗng. Đây có đường thốt nốt. Em múc cho em 2 muỗng canh đường thốt nốt nha. 2 muỗng. Anh cho luôn giúp em 1 muỗng canh tương ớt. Em sẽ cắt thêm cái ớt xiêm xanh để em cho vào trong cái sốt của mình luôn. Rồi, cho thêm vào đây giúp em 1 muỗng canh riềng băm, 1 muỗng canh ngò gai băm. Rồi, ngay lúc này thì cái sò huyết của mình cũng đã chín đó anh. 2 phút thôi, em sẽ vớt cái sò huyết ra nha. Dạ, mình luộc 2 phút là được rồi. Đó. Mình sẽ cho thêm vào đây á là 2 muỗng canh nước tắc anh nha. Nó chua. Dạ, sò huyết chua cay. Ở đây là hành phi. Thì thông thường mọi người sẽ cho cái hành phi này vào sau cùng, nhưng mà mình sẽ cho vào luôn trong cái nước này, trong cái nước sốt của mình cho nó thơm, cho nó đậm đà cái mùi hành. 1 muỗng canh thôi anh. Công đoạn tiếp theo rất là quan trọng, đó là cạy vỏ sò huyết. Thì mình sẽ giữ lại một nửa của con sò huyết như thế này anh ha. Để chút nữa mình rưới cái này lên nó có cái độ, có cái hứng lại, đúng không? Đúng rồi, rưới cái sốt đó lên nó sẽ giữ lại trong cái vỏ con sò huyết nha. Rồi, như vậy là em đã bóc xong cái phần sò huyết này đó anh. Đó, nó vẫn còn đỏ đỏ. Đó. Công nhận em khéo tay đó nha. Chứ mà gặp cái này mà đưa cho anh, anh bóc một hồi đó là còn cái vỏ không. Rồi, cái công đoạn này cũng gần như là mình đã hoàn tất cái món này rồi đó anh. Là chắc là mình đi trang trí nó vào ăn thôi. Ủa, lẹ vậy luôn hả? Rất là nhanh, 2 phút rưỡi. Trời ơi, quá bất ngờ, đúng tiêu chí của chương trình. Nhanh mà ngon. Cái món sò huyết chua cay này á, ngoài dùng kèm với cái sốt chua cay mà anh Hữu Đăng vừa làm á, thì nó sẽ ăn dùng kèm thêm một ít rau càng cua nè, rau quế, hành lá, cũng như á là sả cắt lát. Rồi, tiếp theo mình sẽ chan cái sốt chua cay này lên anh nghe. Anh làm chưa biết là đúng không? Dạ đúng rồi đó anh. Nó dẻo thơm như vậy nè. Đó, cái mùi ngò gai với cái mùi riềng nó sọc lên, rất là thơm. Dạ, em cho vào ít là ít thêm những cái con sò huyết này nha. Trời, tự nhiên thấy sò huyết hấp dẫn lên liền nha. Ok,
chút xíu rau càng cua anh ha. Ồ, đúng rồi, rau càng cua anh thích làm gỏi lắm á. Dạ, nó giòn giòn đó anh. Thực ra cái món sò huyết này nó cũng khá là cay. Đó, khi mà mình ăn cái rau càng cua này vào á, nó mát mát. Đó, nó cân bằng lại, nó làm dịu cái lưỡi của mình. Rất là thú vị. À, rồi, vậy là mình đã xong, hoàn tất cái món sò huyết này anh hen. Mừng Tết đến và đến nhà nhà hồi đó ăn cái nữa. Rồi, như vậy, dạ, như vậy trong một thời gian ngắn mình có thể sơ chế và làm xong cái món sò huyết chua cay này. Ừ. Bây giờ em mời anh dùng thử nghe. Ồ, anh mới đi đâu bao lì xì vậy? Ừ? Mới đi đâu về có bao lì xì? À, anh chuẩn bị đi lì xì. Không có. Nè, anh để đây chút nữa mà ăn mà ngon á, anh lì xì cho em. Trời ơi, em cảm ơn anh. À, mình làm gì phải đúng cái đi. Để em đáp lễ anh trước. Em mời anh nha. Rồi, cảm ơn em. Mình có cần rưới cái nước dạ, sốt này muốn không? Dùng thêm nha. Sò huyết nó vẫn giữ được cái độ tươi. Dạ. Thứ hai cái nước sốt á nó làm ăn liên tưởng tới những cái món của Thái Lan á. Dạ. Đúng rồi, nó có lá chanh nè, nó có ngò gai, nó có riềng. Đặc biệt có riềng đó. Đó cho nên là làm sò huyết nó được tăng thêm cái phần ngon. Sò huyết thì có một cái độ ngọt thanh sẵn có của sò huyết rồi, thì cái những cái gia vị này bên chén nước chấm này nữa, nó làm tăng thêm cái độ ngon của cái món này. Dạ. Ồ, cái món ăn này á quả thật là làm rất là nhanh nha mọi người ơi. Nam Cường tin rằng với cái công thức rất là đơn giản này thì mọi người có thể thực hiện lại nha. À, bánh ít cho đi thì bánh quy cũng phải cho lại. Trời, Cường đã cực khổ làm cho mình ăn một món ăn ngon như thế này thì mình cũng phải có gì đó chứ. Trời ơi, quý quá. À, năm mới anh cũng chúc em nhiều sức khỏe, gia đình lúc nào cũng hạnh phúc nha. Anh gửi em lộc nha. Em cảm ơn anh nhiều, rất là nhiều. Và thế là thời lượng phát sóng của chương trình Nhanh Mà Ngon cũng đã khép lại rồi. Hy vọng Tết này chúng ta sẽ có thêm một món mới trong thực đơn món Tết của chúng ta nha. Còn bây giờ Hữu Đằng và Long Cường xin chào và hẹn gặp lại. Ồ, tính ra sò huyết cũng mau chín ghê ha. Dạ đúng rồi anh, mình không cần phải luộc quá lâu. Nếu mà mình luộc quá lâu á, cái sò huyết của mình nó bị ra hết tất cả các chất dinh dưỡng của nó, cũng như là nó bị teo lại. Mình ăn lúc mình còn thưởng thức á, nó không còn ngon như là lúc mà mình luộc thời gian ngắn nữa. Là nó không còn ngọt thì đúng không? Dạ đúng rồi. Thank you.